Vũ động càn khôn phần 9 tập 22, thôn vệ thần điện thuyết minh tại kênh YouTube Di các phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Cũng có nghĩa là, chỉ cần tịnh hóa ý thức của các ngươi thì ý thức của cửu vĩ linh hồ sẽ thoát khỏi sự áp chế của ngươi." Lâm động khẽ nói. "Ý thức của ba bọn ta đã gắn kết mật thiết với ả, hề hề, ngươi tịnh hóa bọn ta thì ả cũng sẽ biến mất, đến lúc đó cửu vĩ tộc sẽ hoàn toàn mất cơ hội để vực dậy." Yêu nữ cười. "Hơn nữa, sức mạnh tổ phù tuy lợi hại, nhưng không thích hợp cho việc tịnh hóa. Vì thế, tiểu tử, ngươi đánh giá mình quá cao rồi. Lâm động đại nhân. Tâm thanh ở bên cạnh, giọng run rẩy nói. Cô bé nước mắt chảy ràn rụa nhìn yêu nữ đầy oán hận. Cửu vĩ tộc ta nguyện cùng chết với chúng. Cơ hội cuối cùng đã mất rồi. Chuyến đi tổ hồn điện lần này cũng coi như đã thất bại. Rõ ràng tâm thanh đã không còn suy nghĩ muốn sống mà ra nư. Sắc mặt yêu nữ hơi thay đổi. Chắc hẳn không ngờ tâm thanh lại quyết đoán như vậy. Không cần thiết phải vậy lâm động liếc nhìn yêu nữ nói sức mạnh tổ phủ đúng là không tên tịnh hóa vậy thì ta đổi cách khác là được vừa dứt lời lâm động giơ tay lên từ bàn tay hắn bùng lên bạch quang dịu nhẹ bên trong đó là một tấm phủ thạch thứ bạch quang dịu nhẹ đó cảm tưởng như có thể bao bọc vạn vật nhanh chóng đẩy lùi không ít ma khí mịt mù xung quanh thân là dị ma vương chắc ngươi biết thứ này yêu nữ sững sờ nhìn tấm phủ thạch màu trắng cuối cùng ánh mắt hiện lên sự sợ hãi tổ thạch đáng chết rốt cuộc ngươi là ai sao lại có được tổ thạch cuối cùng dị ma vương cũng thấy sợ hãi thanh niên chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành không những có hai tổ phù mà còn có tổ thạch thứ đứng hạng hai trong bảng viễn cổ thần vật ở thời viễn cổ nó đã giết không ít dị ma vương hai tay lâm động kết ấn ánh sáng trên tổ thạch thêm sáng rực rỡ hắc khí ở xung quanh vừa chạm vào bạch quang lập tức như tuyết gặp ánh mặt trời tan trẻ hoàn toàn tổ linh tịnh ma trận ánh sáng lan tỏa khắp không gian bỗng có một giọng nói cổ xưa vọng ra từ trong tổ thạch chỉ thấy vô số tia sáng bắn ra rồi biến thành quan trận khổng lồ phía trên yêu nữ hả yêu nữ thấy vậy lập tức thét lên thân hình khẽ động định chui vào biển máu muốn chạy sao lâm động cười khẩy lôi quang và hắc quang bắn ra biến thành tấm màn ánh sáng phong tỏa mọi đường của yêu nữ tên dị ma vương này chỉ còn là ý thức nhục thể đã tiêu tan từ lâu đương nhiên không tạo được quý hiếp gì lớn với lâm động huỳnh khi đó quan gờ trận phía trên bầu trời rung chuyển rồi một âm thanh lớn vang lên bạch quang tựa dịch thể bắn lên chùm lấy yêu nữ hả tiếng kêu thảm thiết bỗng vang lên đằng sau ánh bạch quang lâm động nhìn rõ ràng từng chút hắc khí đang nhanh chóng chui ra khỏi người cửu vĩ linh hồ rồi biến mất bạch quang dịu nhẹ bán ra từ trong quang trận bao phủ lấy yêu nữ thứ ánh sáng đó tuy dịu dàng nhưng rõ ràng rất có tính sát thương với dị ma bạch quang xuyên vào trong cơ thể khiến hắc khí nhanh chóng bị ép ra ngoài Hả? Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, nhưng Lâm Động không hề dao động, quang trận nhanh chóng xoay chuyển ngày một mạnh mẽ. Á, à, ta không cam tâm, chỉ cần cho ta có một chút huyết nhục là ta có thể tái sinh nhục thể. Yêu nữ thét lên đầy phẫn nộ và không cam tâm, trong bao năm nay chúng vẫn nhìn thấy chút hy vọng, nhưng lúc này đã bị Lâm Động xóa bỏ hoàn toàn. Đã chết rồi, thì đừng gây rối nữa, ngoan ngoãn mà biến mất đi. Lâm Động ánh mắt lạnh lùng, chỉ thấy bạch quang càng ngày càng ngưng tụ cuối cùng gần như biến thành một tia sáng xuyên qua cơ thể, bắn ra từ đỉnh đầu yêu nữ. Nhưng không hề có máu tươi chảy ra, chỉ có hắc khí tỏa ra rồi bùm một tiếng biến thành hư vô. Rắc! Dường như có thứ âm thanh nứt vỡ vọng ra từ cơ thể nữ tử kia. Hả? Tiếng kêu thảm dần dần tan đi, đôi mắt của nữ tử nhắm lại, ma khí lan tỏa xung quanh cũng biến mất hoàn toàn. Lâm động vung tay, tổ thạch bay ngược trở về chui vào trong tay hắn. Lâm động đại nhân, thế nào rồi? Tâm thanh vội hỏi. Lâm động nhìn nữ tử kia chăm chăm, lôi quang và hắc quang trên cơ thể chưa biến mất. Tuy tổ thạch đã tịnh hóa năng lực của dị ma khí, nhưng không thể biết được ý thức của dị ma vương đã biến mất chưa. Một vài phút say, trên cơ thể nữ tử kia đột nhiên có ánh sáng tỏa ra, nhưng không phải thứ tà ác mà là ánh sáng màu hồng phớt. Đôi mắt nữ tử mở ra, nhìn hai người lâm động cười đầy mị hoặc. Cửu vĩ linh hồ. Lâm động khẽ nhớn mày, cảm giác về người này khác hẳn lúc trước cuối cùng đã thoát khỏi áp chế rồi. Nữ tử đó cúi xuống nhìn đôi tay mình, đôi mắt có phần phức tạp, rồi nhìn lâm động, khẽ gật đầu. Vị tiểu hữu đây, đa tạ. Tùy ý thức vẫn bị áp chế, nhưng rõ ràng cửu vĩ linh hồ vẫn biết về những việc xảy ra bên ngoài. Lúc này lâm động mới thở phào, nếu ý thức của cửu vĩ linh hồ bị xóa bỏ, thì chuyến đi tổ hồn điện lần này của tâm thanh sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tiên tổ. Tâm thanh nhìn cửu vĩ linh hồ, hai mắt đỏ hoe, sức mạnh từ người đó khiến cô bé có cảm giác dựa dẫm. Tộc nhân của ta, cửu vĩ linh hồ chầm chậm đáp xuống, đôi mắt dịu dàng và ái náy nhìn tâm thanh, đưa tay ra ôm lấy cô bé. Tiên tổ có lỗi với các người. Người biết những việc xảy ra ở đây chứ? Lâm Động hỏi. Ánh mắt cửu vĩ linh hồ hơi tối lại, khẽ gật đầu. Năm đó ra thiêu đốt yêu linh chấn áp ba dị ma vương, vốn dĩ định cùng chết với chúng, nhưng ta đã coi thường sức sống của chúng. Tuy nhục thể đều bị tiêu tan, nhưng ý thức ba bọn chúng quấn lấy nhau, cuối cùng xâm nhập và chấn áp ý thức của ta. Cử vĩ tộc yếu ớt bao năm nay cũng là vì thế phải không? Lâm động nhíu mày. Cử vĩ linh hồ gật đầu, vuốt tóc tâm thanh, nói. Giữa những người trong cử vĩ tộc có mối liên hệ huyết mạch, ba kẻ đó đã lợi dụng ta thi triển thủ đoạn tàn độc quấy nhiễu huyết mạch của tất cả tộc nhân, khiến mọi người không thể sung kích lên cảnh giới cao. Tộc nhân không biết phải làm sao liền nghĩ đến tổ hồn điện, nhưng linh thể của ta đã bị chúng chiếm cứ, bao năm nay ta chỉ có thể dương mắt nhìn từng tộc nhân đến đây bị trúng lửa tự mình rơi vào huyết hải giọng nói cửu vĩ linh hồ có phần bi thường cảm giác nhìn thấy mà không thể ngăn chặn chắc hẳn vô cùng đau khổ tâm thanh cắn môi hai mắt long lanh nước mắt ta biết thời gian qua tộc nhân chắc chắn sống rất khổ sở đó là lỗi của ta cửu vĩ linh hồ khẽ nói tiền tổ không có lỗi đó là bọn dị ma quá độc ác tâm thanh lắc đầu nói tiền bối có đại nghĩa lâm động cũng nói hắn rất kính phục hành động xả thân vì nghĩa của cửu vĩ linh hồ đại nghĩa ha ha một tiểu nữ tử như ta không gánh vác được đâu trận đại chiến thiên địa đó chẳng ai tránh được cửu vĩ linh hồ cười rồi quay sang nhìn thôn vệ tổ phù trên đỉnh đầu lâm động ánh mắt có phần phức tạp nói hơn nữa hắn ta lại thích làm bừa còn dám xuyên qua khe hở vị diện đến dị ma tộc ta chỉ làm loạn theo hắn thôi lâm động khựng người rồi bỗng hiểu ra có lẽ người mà cửu vĩ linh hồ nói là thôn vệ chủ tiền bối cửu vĩ tộc còn phục hưng được không ba kẻ kia đã biến mất thì sự can thiệp cũng mất đi cửu vĩ linh hồ nhìn huyết hải khẽ nói huyết hải này hình thành từ vô số cường giả cửu vĩ tộc trong đó còn có năng lượng thuần túy của ba tên dị ma vương vì tiểu hữu đây khi ra ngoài hãy nói với tộc nhân đương nhiệm khởi động trận pháp mà ta để lại ta sẽ trả lại sức mạnh ở đây cho họ lâm động giật mình năng lượng ở đây nhiều đến khủng bố như vậy trả lại cửu vĩ tộc sẽ tạo ra bao nhiêu cường giả quả nhiên cửu vĩ tộc có hy vọng rồi rồi lâm động cười cúi nhìn tâm thanh nói từ giờ các muội không cần bất cứ ai bảo vệ nữa rồi hắn biết sau này chủng tộc từng là bá tộc trong yêu thú giới sẽ lại đứng sừng sững trong yêu vực không còn kẻ nào dám nhăm nhe họ nữa lâm động đại nhân huynh là ân nhân của cửu vĩ tộc sau này cửu vĩ tộc sẽ trợ giúp huynh như tiên tổ đã trợ giúp thôn phệ chủ tâm thanh nhìn lâm động với ánh mắt đặc biệt rồi bỗng quay người hai tay dán chặt vào chán ba chiếc đuôi đặt lên lưng giống như con tiểu hồ ly bái nguyệt bái lâm động cửu vĩ linh hồ ở bên cạnh thấy tâm thanh làm vậy hơi khựng người nhìn lâm động định nói gì nhưng rồi lại thôi cửu vĩ linh hồ không cho lâm động biết đó là lễ nghi cao nhất của cửu vĩ tộc chỉ tộc trưởng và người kế thừa tộc trường mới được dùng vì nó đại diện cho cả cửu vĩ tộc bao nhiêu năm nay nghi thức này chỉ xuất hiện hai lần một là năm đó cửu vĩ linh hồ làm với thôn vệ chủ lần thứ hai chính là lần này thôn vệ chủ thôn vệ tổ phù cửu vĩ linh hồ khẽ thở dài cửu vĩ tộc thật sự nợ các ngươi sao không thể thoát khỏi quan hệ với các ngươi lâm động không biết hành động đó nghĩa là gì vì thế hắn chỉ cúi xuống xoa đầu tâm thanh cười thiên tư của tiểu nha đầu này rất tốt cửu vĩ linh hồ nhìn tâm thanh mỉm cười ngươi có đồng ý tiếp nhận truyền thừa của ta không rồi tiến lại sát tâm thanh giọng nói chỉ hai người nghe được chỉ khi mạnh lên rồi mới có tư cách theo đuổi thứ mình thích tâm thanh đỏ mặt trước ánh mắt ngạc nhiên của cửu vĩ tộc Cô bé khẽ lắc đầu. Con chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng còn cần truyền thừa của tiên tổ, chỉ cần được như tiên tổ năm đó trợ giúp thôn phệ chủ đại nhân là được. Cửu Vĩ Linh Hồ cười khổ, cảnh này cũng thật quen mà. Hai người nói chuyện rất nhỏ, đương nhiên Lâm Động cũng không nghe trộm, chỉ đứng bên cạnh nhìn, rồi thấy Cửu Vĩ Linh Hồ nhìn mình, hắn cười khan. Không phải Cửu Vĩ Linh Hồ coi mình là thôn phệ chủ chứ? Tiểu nha đầu hãy tiếp nhận truyền thừa ở đây đi. Cửu Vĩ Linh Hồ đứng dậy, nói có thể mất rất nhiều thời gian đương nhiên quá trình cũng rất đau đớn người chấp nhận không tâm thanh gật đầu ánh mắt đầy kiên quyết cửu vĩ linh hồ quay người phung tay lên chỉ thấy di si cốt cửu vĩ linh hồ dần tan chảy thành một cái hồ chưa dịch thể đỏ sẫm đặc quánh vào trong đi tâm thanh gật đầu nhìn lâm động cười lâm động đại nhân đợi lát nữa tâm thanh xuất hiện nhất định sẽ không còn là gánh nặng của huynh nữa đến lúc đó muội không coi ta là gánh nặng là được rồi lâm động cười tâm thanh che miệng cười hít sâu một hơi rồi bay tới tù một tiếng chui vào lòng hồ lâm động nhìn mặt hồ hắn có thể cảm nhận được năng lượng khủng khiếp đang ngưng tụ rốt cuộc cũng xong rồi lâm động vươn vai cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề đau đầu ngươi là lâm động cửu vĩ linh hồ mỉm cười nhìn lâm động đột nhiên nói ưm um. lâm động gật đầu cửu vĩ linh hồ nghĩ một chút rồi nói có muốn truyền thừa của thôn vệ chủ không có muốn truyền thừa của thôn vệ chủ không? Khi cửu vĩ linh hồ nói ra câu này, lâm động có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của mình, nhưng ngừng lại, đồng tử mở rộng, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường. Tiền bối, nói vậy là có ý gì? Lâm động dần lấy lại bình tĩnh, không kìm được hỏi, truyền thừa của thôn vệ chủ có sức hấp dẫn cực lớn với bất cứ ai, đương nhiên có cả hắn trong đó. Lẽ nào thôn vệ chủ không vào luân hồi? Lâm động nhớ đến ứng hoan hoan, nàng chính là băng chủ luân hồi chuyển thế nhưng rõ ràng sắc mạnh của băng chủ thể hiện trên cơ thể nàng dưới hình thức khác thứ truyền thừa đó người khác căn bản không thể có được bước vào luân hồi cành thì có thể không cần quan tâm đến luân hồi ở trạng thái đó dù thân vong thần tiêu thì cũng không thể coi là chết hoàn toàn cường giả đỉnh phong ở cành dưới đó có thể tái hiện ở trời đất bằng phương thức kỳ diệu hơn cũng có nghĩa là chỉ cần thôn vệ chủ bước vào luân hồi thì người khác không thể có được truyền thừa cửu vĩ linh hồ khẽ gật đầu ánh mắt có phần tối tăm, bi thương thế lâm động giật mình ngay băng chủ cũng luân hồi sao thôn vệ chủ lại không trong trận đại chiến viễn cổ phủ tổ đại nhân cuối cùng thiêu đốt luân hồi phong ấn khe hở vị diện và đầy lùi dị ma tộc nhưng đồng thời cũng phải trả giá rất đắt phủ tổ vong mạng viễn cổ bát đại chủ đều bị trọng thương phủ tổ trước khi qua đời đã dùng chút sức mạnh cuối cùng đưa băng chủ vào luân hồi chỗ sức lực còn lại không đủ để bảo tống người khác vào luân hồi thật ra với sức mạnh của phủ tổ muốn đưa bảy người kia vào luân hồi có lẽ miễn cưỡng thì vẫn làm được nhưng nếu vậy thì băng chủ luân hồi có thể xảy ra nhiều biến cố vì không có sức mạnh bảo vệ băng chủ là thủ tịch đệ tử của phủ tổ đại nhân cũng là đệ tử ưu tú nhất ngay thôn vệ chủ cũng không có bất cứ dị nghị gì hơn nữa phủ tổ cũng đã nói trong bát đại chủ chỉ có băng chủ mới có cơ hội đạt đến trình độ của ngài có lẽ ngươi biết tuy chúng ta thắng trong trận đại chiến nhưng như vậy chưa phải đã kết thúc dị ma tộc vẫn luôn nhăm nhe thế giới của chúng ta nếu lần sau lại có đại chiến thì chúng ta cần vị phủ tổ thứ hai lâm động xiết tay vị phủ tổ thứ hai rất có khả năng là băng chủ nghĩ đến đây trong đầu hắn lại hiện lên thân ảnh nhỏ nhắn mái tóc dài đen óng và nụ cười tinh nghịch của thiếu nữ ấy trong lòng không khỏi có cảm giác phức tạp có lẽ hắn khó lòng biết được khi ngày đó đến thiếu nữ ấy có còn là người hắn quen thường ở bên cạnh đánh đàn cho hắn nghe nữa không đương nhiên muốn bảo vệ băng chủ cũng cần ý niệm chung của bảy đại chủ còn lại họ cũng không hề có án niệm gì với quyết định của phủ tổ đại nhân vì thế đây cũng không phải phủ tổ đại nhân thiên vị Cử vĩ linh hồ đột nhiên thấy lâm động đời người ra tưởng hắn thấy áy náy gì liền cười nói vậy bảy người còn lại giải quyết thế nào lâm động hỏi trong loạn ma hải hắn vào trong không gian dung nham thần bí có lẽ đó là nơi của viêm chủ hắn có thể cảm nhận được từ thân thể nằm trong quan tài ở đó một chút sức mạnh có lẽ viêm chủ vẫn còn sống trong hồng hoang tháp cũng có hồng hoang chủ tuy không biết tình hình thế nào nhưng xem ra cũng không đến mức xấu nhất cửu vĩ linh hồ khẽ xiết tay trong bát đại chủ thôn vệ chủ đứng thứ hai thực lực chỉ thua kém băng chủ hơn nữa khi đại chiến kết thúc thương thế của thôn vệ chủ không hề nhẹ hơn băng chủ thậm chí gần như tiêu tán nguyên thần nếu lúc đó thôn vệ chủ và luân hồi đều có lẽ sẽ có cơ hội sống nhưng cuối cùng hắn đã từ bỏ ngược lại thiêu đốt nguyên thần dùng chỗ năng lượng cuối cùng bảo vệ sáu đại chủ còn lại lâm động trầm mặc trong lòng dấy lên sự kính trọng Cửu vĩ linh hồ nhìn lâm động khẽ nói vì thế từ đó thôn vệ chủ đã hoàn toàn biến mất khỏi trời đất hắn thật sự mất mạng rồi lâm động nhìn cử vĩ linh hồ ánh mắt lúc này có phần bi ai nhất thời không biết nên nói gì cho phải hắn lúc nào cũng thích như vậy ta quen rồi hôm nay ta coi như cũng theo hắn biến mất khỏi trời đất này cũng chẳng có gì đáng phải buồn thương bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim cử vĩ linh hồ cười thanh thản nhìn lâm động nói nếu ngươi có được truyền thừa của hắn để lại thì coi như đã tiếp nối được cái danh thôn vệ chủ lâm động gãi đầu chắc truyền thừa của thôn vệ chủ không phải ở đây chứ đương nhiên ngươi tưởng thế gian này có việc dễ dàng vậy sao cửu vĩ linh hồ trợn mắt nhìn lâm động rồi nói ta chỉ có thể cho ngươi biết đầu mối còn có lấy được truyền thừa hay không thì phải xem bản lĩnh của ngươi lâm động cười bối rối hắn cũng chỉ tiện mồm hỏi vậy đương nhiên không có hy vọng gì nhiều thời khắc cuối cùng của hắn là tại thôn vệ thần điện ngươi muốn có truyền thừa của hắn thì phải tìm được thôn vệ thần điện nó nằm trong yêu vực cửu vĩ linh hồ nói ở nơi nào của yêu vực yêu vực rộng lớn như vậy muốn tìm được thôn vệ thần điện đâu phải dễ thôn vệ thần điện được ẩn trong không gian hơn nữa nó là một vùng không gian không ngừng di động vì thế vị trí của nó cũng không cố định ta không thể cho ngươi biết vị trí chính xác của nó cửu vĩ linh hồ cười có điều cứ cách mỗi một khoảng thời gian là thôn vệ thần điện lại hiện ra người lại có thôn vệ tổ phù chắc hẳn sẽ cảm ứng được ngay hắn ta kiệt ngao bất thuận nhãn quang rất cao muốn có được truyền thừa của hắn không phải dễ cho dù ngươi có thôn vệ tổ phù đi chăng nữa lâm động cười ta rất có lòng tin cửu vĩ linh hồ khựng người rồi cười người rất giống hắn về sự tự đại trước kia hắn cũng không chịu thua băng chủ khiêu chiến đến một trăm năm nhưng không thắng lần nào lúc ấy mới chịu thôi lâm động không kìm được chép miệng xem ra băng chủ rất mạnh mà cứ nghĩ đến sức mạnh ấy sắp tới sẽ xuất hiện ở ứng hoan hoan hắn lại cảm thấy rất áp lực chuyện của thôn vệ tổ phù về cơ bản là như vậy ta cũng chỉ giúp được ngươi những thông tin đó thôi cửu vĩ linh hồ nói đến đây dừng một chút quan sát lâm động trên người ngươi ngoài thôn vệ tổ phù còn có thứ gì có liên quan đến thôn vệ chủ nữa đúng không lâm động bị hỏi bất ngờ thì khựng người nghĩ một chút rồi vung tay một cái xác khô màu đen hiện ra tiền bối nói cái này thì ra là thôn vệ thiên thi cử vĩ linh hồ nhìn có phần thất thần ánh mắt hơi tối lại nhưng không ngờ lại tàn tạ đến mức này lâm động gật đầu thôn vệ tổ phù bị thương quá nặng khi hắn mới có đúng là có thể giúp đỡ được chút ít nhưng đến bây giờ nó đã dần mất đi tác dụng hắn cũng từng thử phục hồi lại nhưng trên thôn vệ thiên thi quá nhiều đường hoa văn phức tạp ngay cả khi có thôn vệ tổ phù trong tay hắn cũng không làm gì được năm đó bên cạnh ta cũng luôn có một cỗ thôn vệ thiên thi khoái miệng lâm động khẽ động xem ra cửu vĩ linh hồ và thôn vệ chủ đúng là có những bí mật không thể nói ra thứ thôn vệ thiên thi này có thể coi là hộ vệ mạnh nhất của thôn vệ chủ nhưng lại dùng nó để bảo vệ cửu vĩ linh hồ quan hệ thật không đơn giản lúc trước chỉ cho ngươi biết một số đầu mối về thôn vệ thần điện giờ cho ngươi một số sự giúp đỡ thực tế một chút cửu vĩ linh hồ khẽ chạm vào thôn vệ thiên thi thở dài lẽ nào tiền bối biết cách phục hồi thôn vệ thiên thi lâm động mừng rỡ nói thôn vệ thiên thi vào thời kỳ đỉnh phong có thể đỡ được công kích của cường giả luân hồi cảnh nếu phục hồi được thì sẽ trở thành trợ thủ cực kỳ đắc lực ta đâu phải thôn vệ chủ sao có thể phục hồi nó hoàn toàn cửu vĩ linh hồ trợn mắt nhìn lâm động rồi nói khi thôn vệ chủ tạo ra thôn vệ thiên thi ta cũng có mặt nếu mượn sức mạnh của thôn vệ tổ phù thì cũng có thể phụ hồi một chút nhưng không thể đạt đến tình trạng hoàn hảo được điều đó phải dựa vào ngươi thôi. Có điều, dù không ở trạng thái tốt nhất thì chắc cũng đủ để giữ chân một cường giả chuyển luân cảnh. Vậy thì làm phiền tiền bối rồi. Lâm Động vẫn mừng rỡ như vậy, phục hồi thôn vệ thiên thi đến mức có thể chiến đấu với cường giả chuyển luân cảnh cũng là đủ rồi. Ta tạm mượn thôn vệ tổ phù một lát. Cửu vĩ linh hồ vẫy tay, hắc động trên bầu trời xoay chuyển, đồng thời cũng nhìn sang lôi đình tổ phù, nói để thâm ý. Đến lôi đình tổ phù ngươi cũng có, Người càng được hiểu thì trách nhiệm càng nặng đấy." Dứt lời, Cửu Vĩ Linh hồ điểm ngón tay, chỉ thấy vô số đạo hắc quang bắn ra từ hắc động, rồi quấn quanh thôn phệ thiên thi, dường như những đường hoa văn bị hỏng đang dần hồi phục. Lâm động lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn, hắn có thể cảm nhận được, theo sau từng tia hắc quang thoáng ẩn hiện một luồng năng lượng mạnh mẽ. Vòng xoáy đen treo lơ lửng trên không trung, ở trung tâm vòng xoáy, vô vàn tia hắc quang không ngừng xuyên qua một thân ảnh. Trong quá trình phục hồi đó, năng lượng mạnh mẽ cũng dần dần lan tỏa ra xung quanh lâm động yên tĩnh ngồi cách đó không xa mắt hơi cụp xuống thỉnh thoảng lại nhìn lên với ánh mắt nóng ruột thôn vệ thiên thi đã ở đó tám ngày rồi trong tám ngày này cửu vĩ linh hồ mượn sức mạnh của thôn vệ tổ phù dần giúp thôn vệ thiên thi thoát khỏi tình trạng tàn tạ trước đó tuy không thể hoàn hảo nhưng cũng mạnh hơn trước rất nhiều tiền bối không sao chứ lâm động rời mắt khỏi vòng xoáy nhìn quang ảnh phía trước thân thể vốn hư ảo của cửu vĩ linh hồ nay càng thêm mỏng manh Cửu Vĩ Linh Hồ chỉ cười, nhìn vòng xoáy nói: "Ta vốn chỉ là một đạo linh thể, rồi sẽ biến mất thôi, trước khi đó giúp được ngươi cũng coi như báo đáp ân tình của ngươi với Cửu Vĩ tộc." Nói đến đây, ánh mắt Cửu Vĩ Linh Hồ bỗng ngưng động khẽ nói: "Cũng tạm rồi." Lâm Động cảm nhận được từ trong hắc động bắn ra năng lượng mạnh mẽ, rồi hắc quang xoay chuyển biến thành một đạo phù văn cổ xưa. Phía dưới phù văn là một thân ảnh đen tuyền với vô số hoa văn cổ xưa, tuy nhìn nó vẫn khá mỏng manh nhưng lâm động có thể cảm ứng được thứ năng lượng kinh người ẩn chứa trong nó thôn vệ thiên thi lúc này có lẽ sẽ chống lại được cường giả từ huyền cảnh viên mãn nhờ đặc tính thôn vệ mà nó có thể đỡ được công kích của cả cường giả chuyển luân cảnh đương nhiên muốn dùng nó kích bại cường giả chuyển luân cảnh là rất khó cửu vĩ linh hồ nhìn thôn vệ thiên thi dường như chưa hài lòng lắm nhưng chẳng còn cách nào khác nếu là thời kỳ đỉnh phong thì có lẽ cửu vĩ linh hồ sẽ phụ hồi chiến lực cho thôn vệ thiên thi đến mức chuyển luân cảnh nhưng đáng tiếc lúc này vậy là đủ rồi lâm động nói thôn vệ thiên thi mạnh ở khả năng phòng ngự có thứ này hộ thân hắn sẽ được đảm bảo hơn khi hành tàu ở yêu vực lâm động đứng dậy vung tay lên thôn vệ thiên thi biến thành một đạo hắc quang chui vào đỉnh đầu hắn lâm động ngẩng lên nhìn cái hồ khổng lồ đầy năng lượng màu đỏ đặc quánh từ sau khi tâm thanh vào đó hắn đã hoàn toàn mất cảm ứng nếu không phải vẫn cảm nhận được trong đó vẫn đang hoài thai cái gì đó thì có lẽ hắn đã sợ nha đầu đó xảy ra chuyện rồi tiền bối tâm thanh cần bao nhiêu thời gian một vài năm với con số mơ hồ thế này lâm động cũng chỉ biết lắc đầu xem ra không biết bao giờ mới gặp lại mà có lẽ đến lúc đó mọi việc đã hoàn toàn khác rồi tiền bối mọi việc đã xong vậy ta cũng không ở lại nữa khi ra ngoài ta sẽ chuyển lời của người với cửu vĩ tộc vậy ta đa tạ cửu vĩ linh hồ mỉm cười lâm động cũng cười lại nhìn lên bầu trời bao quyền trịnh trọng hành lễ với cửu vĩ linh hồ rồi quay người bay ra khỏi quảng trường chui vào vòng xoáy không gian rồi biến mất cửu vĩ linh hồ nhìn theo thân ảnh lâm động khẽ thở dài rồi lầm nhầm hy vọng ngươi có được truyền thừa của hắn tuy là chuyện đó không hề đơn giản ở sâu cửu vĩ trại trong đống đổ nát tất cả tộc nhân cửu vĩ tộc đều đã vây quanh tế đàn họ ngồi dưới đất cả một vùng rộng lớn như vậy nhưng không hề có bất cứ âm thanh hỗn loạn nào mọi ánh mắt đều nhìn chăm chăm vào cánh cửa phía trên tế đàn từ sau khi hai người lâm động vào trong đó họ đã tám ngày liên không hề nghỉ ngơi Họ muốn đợi tin tức cuối cùng, tin tức liên quan đến sự tôn vong của cửu vĩ tộc họ. Hiển nhiên, từng ngày qua đi là mỗi chút tuyệt vọng lại thêm lan tỏa, không ít tộc nhân đã dần mất đi sinh khí trong ánh mắt. Nơi gần tế đàn nhất tâm di đang quỳ ngồi, hai tay khẽ khép lại, ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng không hề có dấu hiệu nghi ngơi. Tâm di cũng nhận thấy không khí tuyệt vọng, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được, vì nếu lâm động và tâm thanh không quay lại, thì cửu vĩ tộc cũng chẳng còn cần thiết phải tồn tại nữa cứ để cho cử vĩ tộc biến mất khỏi trời đất này đi. Nghĩ đến đây, ánh mắt tâm di có phần bi thương, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, ngừng lên thì thấy cánh cửa đỏ rực im lìm tám ngày nay có năng lượng tỏa ra. Cả quảng trường xôn xao, tất cả cùng ngẩng lên nhìn cánh cửa đầy căng thẳng, huyết quang cuộn lên, một thân ảnh chậm chậm bước ra. Là Lâm Động Đại Nhân. Lâm Động đứng trên tế đàn, nhìn về phía tộc nhân cử vĩ tộc, ánh mắt họ đều mang đầy hy vọng. Tâm Di lâm động nhìn sang mỹ phụ phía trước tế đàn mỉm cười tiếng nói vang vọng khắp không gian chúc mừng cử vĩ tộc có hy vọng chấn hưng rồi câu nói của lâm động tựa chiếc gậy khổng lồ quấy cả mặt biển lớn phá vỡ không khí đặc quánh nhưng không hề có tiếng hoan hô nào vang lên tộc nhân cử vĩ tộc đều bịt miệng lại những giọt lệ xúc động lan dài theo gò mà từng tiếng nức nở đã kìm nén từ lâu vang lên lâm động thấy vậy cũng chỉ thở dài bao nhiêu năm nay chắc cử vĩ tộc đã không dễ dàng gì vinh quang trước đây của một chủng tộc cũng trở thành áp lực khiến họ khó thở lâm động cũng không nói gì nhiều chỉ ngồi xuống trước tế đàn ánh mắt xa xăm nhìn về phía chân trời một lúc lâu sau tâm di mới đến trước mặt hắn mắt vẫn đỏ hoe hắn cười rồi kể lại tường tận sự việc trong tổ hồn điện lâm động đại nhân là ân nhân của cửu vĩ tộc sau này nếu cửu vĩ tộc có thể chấn hưng trở lại bọn ta sẽ theo đại nhân để báo đáp đại ân khi lâm động vừa dứt lời thì tâm di đã quỳ xuống tất cả tộc nhân phía sau cũng quỳ xuống trong mắt họ đều ngập tràn sự cảm ơn họ biết nếu không nhờ lâm động thì cơ hội cuối cùng của cửu vĩ tộc đã mất và hoàn toàn rơi xuống đáy yêu thú giới mặc kẻ khác dày xéo. lâm động thấy vậy chỉ có thể cười khổ tâm di mọi người hãy khởi động trận pháp mà tiền bối nói đi cửu vĩ tộc đến lúc phải thay đổi rồi tâm di đứng dậy quệt đi nước mắt rồi gật đầu tất cả tộc nhân từ hôm nay phong bế sơn trại chuẩn bị trận pháp rõ tất cả tộc nhân đều phấn khích đáp lời trong giọng nói đã có chút sinh khí và tự tin lâm động đứng trên tế đàn nhìn mọi người bận rộn cũng mỉm cười có lẽ lần sau gặp mặt cửu vĩ linh hồ sẽ lấy lại được không ít vinh quang như thời viễn cổ có lẽ rất khó để nhanh chóng đuổi kịp tứ đại bá tộc nhưng họ đã không còn trở ngại nữa hiển nhiên sẽ có tiềm lực vô tận trận pháp của cửu vĩ tàu phải chuẩn bị trong cả một tuần lễ trong thời gian này để đề phòng tình huống bất ngờ lâm động cũng ở trong trại tọa chấn cho họ nhưng cũng may là không có bất cứ phiền phức nào trận pháp đã chuẩn bị xong trên một ngọn cây to ở giữa trại lâm động đứng chắp tay sau lưng ngẩng lên nhìn quang trận khổng lồ bao phủ cả ngọn núi lâm động đại nhân trận pháp cửu vĩ tộc đã chuẩn bị xong chỉ cần khởi động là ngọn núi sẽ ẩn mình người ngoài không vào được mà bọn ta cũng không ra được phía dưới tâm di vui mừng nhìn mọi thứ ngẩng lên nói từ sau việc ở tổ hồn điện tâm di cũng bắt đầu gọi lâm động như vậy Điều này khiến hắn thấy không quen, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Ở xung quanh tâm di có không ít thiếu nữ cửu vĩ tộc, họ đều đang nhìn lâm động với ánh mắt tôn kính. Ngay những tộc nhân ở phía xa đang bận ổn định trận pháp cũng thỉnh thoảng nhìn hắn đầy cảm kích và tôn sùng. Nếu vậy, ta nên đi rồi. Lâm động cúi xuống cười với mọi người, rồi chỉ về phía đại địa phía xa, ở đó có khói bụi tung mù mịt, một dòng chảy đen đang tràn đến. Là hồ vệ quân của tiểu viêm mấy người tâm di nghe thấy ánh mắt đều hiện lên sự lưu luyến. Chư vị, khi mọi người xuất hiện lại trong trời đất này thì cả yêu vực sẽ phải chấn động, mọi người sẽ không còn nhỏ bé nữa, quang vinh thời viễn cổ sẽ lại được mọi người dựng nê, ta rất mong được gặp lại mọi người. Lâm động bao quyền, cười lớn, rồi biến thành quang ảnh bay ra khỏi cửu vĩ trại. Cung tống đại nhân Ở phía tộc nhân cửu vĩ tộc đều cúi người, tiếng nói cung kính vang vọng khắp không gian. Đến khi sơn trại này tái xuất trên thế gian, có lẽ sẽ đúng như lâm động nói chấn động yêu vực lâm động đứng ở bên ngoài cử vĩ trại ánh mắt nhìn về phía xa ở đó đại địa đang chấn động đoàn người đem theo khí thế hùng hồn tựa con hung thú viễn cổ hung hăng đoàn người nhanh chóng dừng trước mặt lâm động rồi một thân ảnh to lớn đạp xuống cả mặt đất như rung chuyển dữ dội đại ca tiểu viêm nhìn thấy lâm động gương mặt liền nở nụ cười lâm động cũng cười quay lại nhìn cử vĩ trại phía sau thì thấy không gian bắt đầu biến dạng rồi cả ngọn núi và sơn trại đã biến mất một cách quỷ dị cảnh tượng đó khiến tiểu viêm hơi khựng lại dùng cảm chi thì hắn thấy vô cùng kinh ngạc vì nơi đó hoàn toàn trống rỗng không có bất cứ sự dao động năng lượng nào đi thôi cửu vĩ trại sẽ biến mất trong một khoảng thời gian có điều lâm động nhìn về phía trước cười khi họ xuất hiện thì có lẽ sẽ gây chấn động cả yêu vực tiểu viêm dường như suy nghĩ điều gì bước tới rồi dừng lại trước hồ vệ quân ánh mắt có phần nghiêm nghị nói lớn đây là đại ca lâm động của ta mạng của các ngươi là của ta mạng của ta là của huynh ấy từ nay về sau mạng của các ngươi cũng là của huynh ấy trong yêu thú giới dường như không có nhiều sự dườm già như của con người yêu thú không hề dễ dàng trung thành với ai nhưng một khi đã trung thành thì họ sẽ bỏ ra mọi thứ của mình mỗi người trong hồ vệ quân trước đây đều thuộc hạng đáy ở thế giới này vì kẻ khác nô dịch mất đi tôn nghiêm cuối cùng tiểu viêm đã kéo họ lên khỏi vũng lầy dùng tinh huyết truyền thừa thay đổi khiến họ trở thành hồ vệ quân mà vô số người phải sợ hại hắn đã cho họ sinh mạng thứ hai trong mắt họ tiểu viêm là người quyết định mọi thứ của họ rõ khi tiểu viêm dứt lời không hề có bất cứ tiếng nói dị nghị nào tất cả cùng đồng thành đáp lại người thật dỗi hơi thế nhưng lâm động lại nhíu mày mắng bay lên một con cự thú tiểu viêm phía sau cười rồi đi theo đi sau tiếng hô của tiểu viêm cả đội quân rầm rập bước đi rồi cả không gian lại trở về im lặng đại ca cuộc gặp ở lôi uyên sơn ngày mai sẽ bắt đầu mọi việc đại đề đã sắp xếp ổn thỏa năm đại tướng còn lại cũng đồng ý ra tay với chúng ta tiểu viêm ngồi bên cạnh lâm động bàn tay to lớn tóm về phía trước mặt hầm hầm nói cuối cùng cũng có thể động thủ với hắn rồi vì ngày này đệ đã phải nhẫn nhịn một năm nay rồi biết nhẫn nhịn cũng không phải chuyện xấu lâm động cười đương nhiên đệ chưa làm được như đại ca để đối phó với lâm lang thiên mà huynh đã nhẫn nhịn không biết bao nhiêu năm nhưng thần sức cuối cùng của hắn cũng thật khiến người ta sảng khoái tiểu viêm cười hắn theo lâm động từ thanh dương trấn nhỏ bé vào sinh ra chết cũng chứng kiến người thanh niên từng yếu đuối này từng bước quật khởi ra sao lâm động mỉm cười nhớ lại những việc mà ba huynh đệ cùng trải qua cũng thấy cảm khái chắc hồi đó chẳng ai ngờ mấy năm sau lại thế này ngay tiểu điêu hồi đó cũng chỉ là một yêu linh nhỏ bé luôn lo lắng mình tiêu vong thực lực chỉnh thể của lôi uyên sơn thế nào Lâm Động quay lại với hiện thực, việc họ cần làm lúc này không phải chuyện nhỏ, Từ Trung dù sao cũng là yêu soái của Lôi Huyên Sơn, thế lực thâm căn cố đế, tuy một năm nay bị Tiểu Viêm ngầm dở trò, nhưng nếu vì thế mà coi thường hắn, thì hai huynh đệ họ sẽ phải trả giá đắt. Thực lực bề ngoài của Lôi Uyên Sơn có yêu soái Từ Trung và Cửu đại tướng. Nói đến chính sự, Tiểu Viêm cũng nghiêm nghị hơn, trầm ngâm nói: "Có điều, theo thông tin ngầm đệ có được thì bên cạnh Từ Trung còn có một ảnh tử vệ." Ảnh tử vệ lâm động nhớn mày tên ảnh tử vệ này mới là tâm phúc thật sự của từ trung nhưng hắn không hề quản lý lôi uyên sơn ngay cửu đại tướng cũng rất ít khi gặp hắn thực lực của hắn không thể coi thường được tiểu viêm trầm giọng nói một năm trước khi đệ mới đến lôi uyên sơn thì đã thấy ảnh tử vệ ra tay một chiêu kích bại một cường giả tử huyền cảnh đại thành theo đệ suy đoán hắn dù không bằng từ trung thì có lẽ cũng là tử huyền cảnh viên mãn hai mắt lâm động nheo lại xem ra thực lực của lôi uyên sơn quả nhiên rất mạnh nếu lần này nếu không phải hắn tìm được tiểu viêm thì kế hoạch của tiểu viêm cũng chỉ có một nửa khả năng thành công đệ vốn cũng lo lắng điều này nhưng nay có đại ca thì không cần lo về tên ảnh tử vệ đấy nữa những thực lực khác chỉ cần năm đại tướng kia không làm phản thì có lẽ khả năng thành công của chúng ta là không nhỏ tiểu viêm dừng lại một chút rồi nói đương nhiên quan trọng nhất vẫn là từ chung hắn ta chỉ còn một bước nữa là vào luân hồi cảnh rồi lâm động khẽ gật đầu nếu từ chung thật sự bước vào luân hồi cảnh thì có lẽ mức độ khó nhằn sẽ thêm một bậc đến lúc đó có lẽ năm đại tướng cũng không có gan phản kháng bạn đang xem vũ động càn khôn được thuyết minh tại kênh youtube di các phim mọi việc hãy chờ đến ngày mai lâm động nói hắn cũng muốn biết rốt cuộc yêu soái của lôi uyên sơn có những chiêu trò gì ừm đại ca giờ chúng ta đến phụ cận của lôi uyên sơn gặp năm đại tướng đại ca xem có thể trừ bỏ ám uyên quỷ phù trên người họ không có thứ đó trong người họ không dám theo chúng ta đối phó từ chung tiểu viêm nói lâm động gật đầu ngừng lên nhìn phía xa hắn muốn xem so với dị ma yêu soái sẽ hung hãn đến mức nào nửa ngày sau đội quân hùng hậu bỗng giảm tốc độ phía trước họ là khu vực cắm trại đủ mọi loại âm thanh tạp loạn vang lên ở phía xa lâm động nhìn thấy có đường nét của một ngọn núi khổng lồ không thấy đỉnh từ đó tỏa ra thứ hung sát khí đậm đặc có lẽ đây chính là lôi uyên sơn rồi trong khu vực đó tuy có không ít quân đội nhưng khi hổ vệ quân xuất hiện cả khu đều trở nên sao động vô số ánh mắt sợ sệt nhìn sang nhất thời cả không gian tĩnh lặng lại hổ phệ quân không chỉ có tính uy hiếp với các thế lực khác mà cũng khiến những kẻ cùng thế lực không dám gây hấn hổ phệ quân không quan tâm đến những ánh mắt kia cứ thế xông vào trong chiếm cứ khu vực tốt nhất tiểu viêm dặn dò hổ phệ quân dựng trại đến khi trời dần tối hắn mới đưa lâm động lặng lẽ tới một khu rừng rậm rạp hai người xuyên qua khu rừng một vài phút sau thân hình chậm lại ở vách núi phía trước có lửa cháy thấp thoáng có một vài thân ảnh cao lớn ở đó ha ha viêm tướng ngươi lại đến muộn nhất rồi khi hai người lâm động xuất hiện thì có người cười lớn lâm động ngẩng lên nhìn chỉ thấy năm người bên đống lửa đứng dậy thân hình họ đều cao to khoi ngô hai cánh tay để trần đầy vết sẹo ánh mắt lấp lánh hung quang khí thế hung hãn tiểu viêm thấy năm người họ nhưng người chỉ lâm động đây là đại ca của ta lâm động lâm động cảm thấy năm người đó đều khựng người một người cười viêm tướng người đừng bảo tiểu tử con người từ huyền cảnh tiểu thành này lại là vị đại ca có thể sánh ngang với cường giả từ huyền cảnh viên mãn mà ngươi nói viêm tướng ngươi nên biết ngày mai chúng ta phải làm một việc vô cùng nguy hiểm không đùa được đâu một nam tử quanh hông quấn một cá đôi dài giống như làm từ sắt cho mày nói hắn có thể phá giải ám uyên quỷ phù sao bản tướng không tin lắm một nam tử trên người phủ đầy vẩy màu vàng thẫm nhìn lâm động trước nay hắn luôn nóng này liền đứng dậy giận dữ nói ngươi làm vậy là muốn bọn ta bán mạng cùng ngươi, ta không làm, kế hoạch ngày mai hủy bỏ đi. Rồi hắn vung tay định đi, nhưng một thân hình mỏng manh xuất hiện phái trước, rồi hắn thấy người thanh niên đó nhìn hắn cười, thanh quang cùng với tiếng long ngâm vọng khắc vách núi. Ngươi! Thanh quang ngày một lớn dần, gương mặt hắn lấp lánh hung quang, bàn chân rậm mạnh xuống, mặt đất tách ra, nguyên lực nhanh chóng bùng phát biến thành chiếc mai rùa với nhiều đường hoa văn kỳ dị, nhìn vô cùng kiên cố. Khi mai rùa hình thành, nắm đấm được bao quanh bởi thanh quang đã đánh tới. Bùm! Âm thanh trầm đục vang lên, bốn người ở bên cạnh nhìn thấy, tấm lá chắn mai rùa có thể phòng ngự công kích của mộ cường giả từ huyền cảnh viên mãn lại nổ tung. Ngay lúc đó, nắm đấm kia xuyên qua đấm mạnh lên ngực nam tử kia. Một luồng năng lượng nhìn được bằng mắt thường lan tỏa, thân ảnh kia bay ngược ra sau kéo lê trên đất một đường vài trăm mét, cuối cùng đâm sầm vào vách núi. Đất đá bay tứ tung, thân ảnh trẻ tuổi kia ngẩng lên mỉm cười nhìn bốn vị đại tướng đang há hốc mồm giờ còn nghi ngờ gì không mặt đất là một đống hỗn độn bụi mù bay lên rồi hạ xuống bên cạnh đống lửa người thanh niên cao giáo đứng mỉm cười chỉ là nụ cười ấy khiến bốn hãn tướng kia thấy lạnh gáy sự coi thường đã dần mất đi trong mắt họ người vừa bị hắn một quyền đánh bay thực lực tương đương họ tuy vừa rồi thời gian ngắn nhưng trước công kích của lâm động hắn vẫn thi triển được chiêu phòng ngự mạnh nhất của mình tấm lá chắn mai rùa đó ngay bọn họ cũng cảm thấy khó đối phó căn bản không thể làm được việc như lâm động vừa làm Người thanh niên trước mặt đối diện với sự nghi ngờ của họ không hề nói gì nhiều, chỉ một quyền đơn giản là có thể đánh tan mọi nghi ngờ. Lúc này, kẻ ngu xuẩn hơn nữa cũng hiểu người thanh niên này không chỉ có thực lực như họ thấy. Ánh lửa chiếu lên bốn người, sắc mặt họ thay đổi từ kinh ngạc đến nghi ngờ, mãi lâu sau thân thể căng cứng mới thả lòng một chút. Ta nói này, các người ra vẻ xong chưa? Tiểu viêm vẫn đứng bên cạnh không nói gì, cuối cùng cười khẩy nói, ánh mắt hắn nhìn bốn người kia có phần giận dữ. Viêm huynh đừng giận, Nam tử để trần thân trên, gương mặt thô kịch thấy vậy vội cười nói. Chỉ là việc này rất quan trọng, liên quan đến sinh tử của tất cả chúng ta và nhiều thủ hạ như vậy nên phải cẩn thận một chút. Tiểu viêm nhìn người đó, ánh mắt đỏ quạch khiến người ta run rẩy. Các người cũng đừng có ý định dở trò, việc ngày mai, thật sự chỉ cần hai huynh đệ ta cũng giải quyết được, còn ám nguyên quỷ phù trong người các ngươi, ta thấy cứ để lại thì hơn. Bốn người cười bối rối, đương nhiên họ cũng rất dè chừng tiểu viêm nên không dám nói thêm gì hà hà mấy vị đừng để bụng tiểu viêm tính tình nóng nảy vậy thôi việc ngày mai quan trọng vẫn phải nhờ đến mọi người lâm động hàm tiếu ngừng một chút rồi nói có điều bây giờ mấy vị không nghi ngờ ta nữa chứ lâm động huynh nói gì vậy vừa rồi là bọn ta có lỗi trước bốn người vội nói khi nhìn lâm động cười họ không hề cảm thấy thân thiện mà còn thấy một sự nguy hiểm nếu phải chọn họ cảm thấy tiểu viêm vừa lộ vẻ hung hăng còn khiến người ta an tâm hơn vị đại ca tươi cười này bùm vách núi phía xa nổ tung một thân ảnh thảm hại bay tới rồi đáp xuống cạnh đống lửa sắc mặt biến đổi thất thường nhưng vẫn bao quyền với lâm động lâm động huynh thật có sức mạnh vừa rồi là bọn ta lỗ mãng rồi tất cả báo tên đi tiểu viêm tiến lại hơn một tiếng rồi nói lâm động huynh tại hạ thiết sư tướng trần thông nam tử để trần thân trên bao quyền cười nói ma viên tướng hắc hầu một nam tử có đôi tay dài nhỏ hai bàn tay to dị thường cười kim điêu tướng điêu linh nam tử có đôi mắt sắc bén thân hình gầy gò nói báo tướng kỷ nha nam tử ở hông quấn trước đôi giống như làm từ thép nói sơn giáp tướng phá sơn người cuối cùng chính là nam tử bị lâm động đánh bay lâm động cũng bao quyền với bốn người cười lâm động sau khi mọi người tự giới thiệu không khí cũng thoải mái hơn một chút năm người kia đã có vết xe đồ kia nên không dám coi thường lâm động nữa một quyền vừa rồi cũng đủ để chấn nhiếp họ đưa cánh tay ra ta sẽ giúp phá giải ám uyên quỷ phù lâm động ngồi xuống nhìn năm người nói hắn cũng biết nguyên nhân chính khiến năm người họ đồng ý cũng ra tay với tiểu viêm là vì nghe nói hắn có thể phá giải được ám uyên quỷ phù năm người đó thấy lâm động thẳng thắn vậy thì khựng người dù sao thì đó cũng là một cách để khống chế họ cơ mà hà hà vẫn là lâm động huynh đại độ trần thông cười đầu tiên rồi giơ cánh tay ra trên tay hắn cũng có một đạo phù văn đen sẫm có điều màu sắc đậm hơn của tiểu viêm rõ ràng ám nguyên quỷ phù đã xâm nhập sâu vào thân thể hắn lâm động đặt tay lên cánh tay hắn đầu ngón tay hiện hắc quang rồi cánh tay trần thông bốc khói trắng ám nguyên quỷ phù dường như vọng ra tiếng kêu thê thảm rồi không ngừng chuyển động nhìn giống như một gương mặt quỷ dị mấy người bên cạnh cũng căng thẳng nhìn cảnh tượng đó thậm chí không dám thở mạnh Cương mặt quỷ dị đó không ngừng nhu độn hắc quang nơi ngón tay lâm động càng mạnh thì ám uyên quỷ phủ nhạt dần hơn 10 phút sau ánh mắt lâm động ngưng động hắc quang bùng phát trong bàn tay hắn túm tay lại chỉ thấy ám uyên quỷ phủ thoát ra biến thành đạo phủ văn đen xuất hiện trên bàn tay lâm động phù văn đen giống như mặt quỷ chuyển động trong bàn tay lâm động tỏa ra một thứ năng lượng tà ác đã phá giải rồi năm người trần thông sững sờ nhìn phủ văn mặt quỷ trong tay lâm động trong mắt đều ngập tràn sự vui mừng lờ khẽ gật đầu rồi nắm tay lại bóp nát phủ văn mặt quỷ hắc quang bùng phát thôn vệ hết phủ văn lâm động huynh quả nhiên bất phàm trần thông xúc động nói hắn biết rõ mức độ khó đối phó của ám liên quỷ phù họ từng nghĩ rất nhiều cách nhưng thứ này giống như loài ký sinh bám trên xương tủy thâm nhập sâu trong cơ thể khiến họ không thể làm gì được nhưng lâm động lúc này lại dễ dàng giải trừ nó vừa hay có một vài cách khắc chế thứ này mà thôi lâm động cười dựa vào thôn vệ tổ phù hiển nhiên hắn có thể phá vỡ thiếu phủ văn kia tận gốc. Lẽ nào các ngươi vẫn nghĩ ta lừa các ngươi? Tiểu viêm trong mày. Ha ha, viêm huynh đừng giận, chỉ là huynh cũng biết sự lợi hại của ám nguyên quỷ phù rồi đấy. Trần Thông bối rối nói, trước đó đúng là họ chỉ tin được tiểu viêm một nửa. Lâm động xua tay, nhìn bốn đại tướng còn lại. Tiếp theo là ai đây? Ta. Để ta. Bốn người đồng thanh, rồi cùng đỏ mặt cười ngượng, nhường nhịn một hồi cuối cùng để phá sơn, người bị Lâm Động đánh bay lúc nãy ra. Hề hề, Lâm Động huynh, vừa rồi có chỗ nào đắc tội, mong đại nhân huynh đại lượng bỏ qua cho. Phá Sơn nhìn Lâm Động cười nịnh nọt. Lâm Động cười, rồi vẫn làm như trình tự ban nãy, chỉ hơn 10 phút sau là hút được ám uyên quỷ phù ra khỏi người Phá Sơn. Phá Sơn nhìn cánh tay đã mất đi phủ văn, ánh mắt xúc động đến đỏ hoe, chắc hắn cuộc sống bị khống chế khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau đó là lại dùng cách đó phá giải phủ văn cho ba người còn lại. Được rồi, Ám nguyên quỷ phù trong người mọi người đã bị giải trừ lâm động đập đập tay nhìn năm đại tướng vẫn đang xúc động cười nói đa tạ lâm động huynh năm người trần thông vội cảm ơn nỗi lo được giải trừ đương nhiên họ sẽ nhẹ nhõm hơn hẳn lâm động khẽ lắc đầu mọi người cùng trên một con thuyền giúp đỡ nhau là điều đương nhiên mà lâm động huynh giúp bọn ta như vậy không sợ bọn ta sẽ bỏ trốn sao dù sao thì đối phó với từ trung vẫn có rủi ro rất lớn điều linh bỗng nhìn lâm động hỏi lời nói của hắn vừa thốt ra thì bốn người kia sắc mặt cũng cứng lại tiểu viêm cũng hơi nghiêng người về trước ánh mắt dữ dằn nhưng lâm động vẫn như bình thường hắn chỉ nhìn đống lửa nói ngày mai đúng là rất nguy hiểm nhưng ta cũng nói điều này không sợ chư vị cười dù ngày mai chỉ có hai huynh đệ ta thì từ chung vẫn chắc chắn sẽ chết chỉ là hy chư vị thì bọn ta sẽ thấy rắc rối hơn một chút hắn ngừng một chút ngừng lên nhìn năm người mỉm cười chỉ vậy thôi không gian bỗng chốc yên lặng năm người trần thông nhìn lâm động nụ cười của hắn tuy thân thiện nhưng dần dần họ cảm nhận được đằng sau nụ cười ấy là sự thâm sâu khó đoán chẳng trách mà hung hăng như tiểu viêm cũng tình nguyện gọi một tiếng đại ca người trước mặt quả nhiên không đơn giản dù sao thì từ trung vẫn chưa phải luân hồi cành hơn nữa dù có thành rồi thì cũng chưa chắc là hắn sẽ thắng hà hà nếu như vậy mong chư vị đừng nghĩ tôi không biết trời cao đất dày màn đêm yên tĩnh ngọn lửa cháy bập bùng nắm người kia cảm nhận được một áp lực rất lớn từ người thanh niên kia thứ áp lực này khác với hung khí mà tiểu viêm thể hiện ra ngoài nó giống như cây kiếm chưa rút khỏi bao bao kiếm bình thường đơn giản nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người lâm động nói như vậy đúng là hơi ngông cuồng đặc biệt là hắn hiện giờ mới chỉ là từ huyền cảnh tiểu thành thế nhưng năm đại tướng kia lại chẳng ai dám nghi ngờ gì năm người họ nhìn nhau cuối cùng gật đầu bao quyền với lâm động nói chỉ cần lâm động huynh giải quyết được từ chung những phiền phức khác bọn ta sẽ giải quyết lúc đó viêm huynh sẽ là yêu soái mới của lôi uyên sơn lâm động gật gù đứng dậy nhìn ra xa nơi có ngọn lôi uyên sơn sừng sững đứng trong màn đêm yêu soái sao ngày mai sẽ gặp ngươi sẽ lôi uyên sơn đây là khu vực có danh khí trong cả thú chiến vực nguyên nhân chủ yếu chính là vì một trong bát đại thế lực mạnh nhất thú chiến vực tọa lạc ở đây là nơi long đầu của khu vực này sự thống trị của lôi uyên sơn lấy dãy lôi uyên sơn này làm trung tâm và mở rộng ra vùng cương vực hàng vạn dặm trong khu cương vực này bất cứ ai hay thế lực nào khác đều nằm dưới sự quản lý của lôi uyên sơn lôi uyên sơn chính là bá chủ của nơi đây hôm nay rõ ràng là ngày náo nhiệt nhất của lôi uyên sơn trong năm hàng năm lôi uyên sơn đều có một buổi sơn tụ quy mô lớn lần sơn tụ nào các đại tướng dẫn quân chinh chiến ở bên ngoài cũng đều xuất hiện đồng thời những thế lực lớn nhỏ sống dựa vào lôi uyên sơn cũng đem đồ tiến cống đến triều bái vì thế khi lâm động cùng tiểu viêm vào đến phạm vi của dãy lôi uyên sơn thấy nhân mã các phương tụ hợp lại cung không khỏi thấy kinh ngạc xem ra lôi uyên sơn quả nhiên có vài phần uy phong cương vực lôi uyên sơn rộng đến vài vạn dặm trong đó có vô số các thế lực lớn nhở khác tuy lôi uyên sơn trước nay không bận tâm đến sự tranh chấp giữa họ nhưng hàng năm họ bắt buộc phải tiến cống cho lôi uyên sơn tiểu viêm cười nói lâm động khẽ gật đầu ở đây cũng giống như một vương triều lôi uyên sơn chính là vương tộc còn các thế lực khác là thần tử họ cần đưa lôi uyên sơn lên làm thủ lĩnh thì mới sinh tồn được tại địa vực này nếu không lôi uyên sơn xuất đại quân thì chắc chắn sẽ có cuộc tàn sát đẫm máu cá lớn nuốt cá bé đó là chân lý duy nhất không bao giờ thay đổi ở yêu vực khi đến gần dãy lôi uyên sơn họ vệ quân giảm dần tốc độ thu hút nhiều ánh mắt sợ hãi nhìn về phía họ tất cả những ai lăn lộn trong phạm vi lôi uyên sơn đều không còn lạ gì với đội quân mạnh nhất lôi uyên sơn này đến chốt gác của lôi uyên sơn rõ ràng ở đây có trọng binh canh giữ từng đôi mắt sắc bén quét quanh những người vào trong lôi uyên sơn nhưng đội hộ vệ quân đến gần thì không khí ở đây đặc lại sắc mặt ai cũng có chút thiếu tự nhiên, ánh mắt đầy dè chừng. Ha ha, thì ra là viêm tướng đến rồi. Trên cao, một nam tử với gương mặt đen, thân thể phủ đầy vầy đen, nhìn xuống hổ phệ quân, bao quyền, cười nói. Chắc viêm huynh cũng biết quy tắc vào lôi uyên sơn, bất cứ đội quân nào cũng chỉ được dựng trại dưới chân lôi uyên sơn. Tiểu viêm nhìn hắn, khoái miệng nhếch lên. Thiên ngạc tướng, thiên ngạc bộ của ngươi cũng chặn được hổ phệ quân ta sao? Nam tử kia cười khan. Viêm tướng nói gì vậy? Ta chỉ làm việc theo quy tắc mà thôi. Nếu huynh có ý kiến thì cứ tìm yêu soái đại nhân là được. Xung quanh có không ít thế lực từ các phương, họ đều thầm chép miệng, nhưng cũng không dám nói gì. Ai chẳng biết viêm tướng và thiên ngạc tướng là có chút xích mích. Hồi xưa hai bên từng đánh nhau, kết quả cũng khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Thiên ngạc bộ chức này nổi danh với chiến lược siêu cường lại thảm bại trước đội quân hổ vệ quân mới thành lập không lâu. Sau trận chiến đó hổ vệ quân mới dần trở thành đội quân có chiến lực mạnh nhất Lôi Nguyên Sơn nghe thấy thiên ngạc bộ lôi từ trung ra uy hiếp tiểu viêm chỉ cười nhạt chỉ là trong mắt lóe lên sát ý thiên ngạc bộ chính là thế lực trực hệ của từ trung nếu muốn ra tay với từ trung chắc chắn thiên ngạc bộ là một hòn đá ngáng đường hổ phệ quân nghe lệnh dựng trại dưới chân núi tiểu viêm vung tay hô lên tiếng như sấm rền rõ tiếng đáp lại mang theo sát khí không hề che giấu vang lên cả đội hổ phệ quân ngồi xuống ngay tại chỗ như vậy đã chặn mất một nửa đường ra vào thiên ngạc tướng thấy vậy sắc mặt tối lại hành động của tiểu viêm rõ ràng không nể mặt hắn kết thúc tập này ở đây nha mọi người nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé liên tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả đừng quên ấn like và đăng ký kênh di các phim để cập nhật những video mới nhất nhé cảm ơn mọi người